Giờ con vẽ cái bản đằng trước chơi gì được không? Con vẽ hả? À? Được, ok. Để niềm tin tỏa sáng, điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta. Chẳng cần tìm đâu xa, hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ. Trời ơi, đang vẽ cho tôi thì trời mưa mất rồi. Nhưng mà hãy đang có dù. Phương được coi cho mượn cái tăng lá. Sống chân thành trao niềm tin đừng lo lắng. Lắng nghe nhịp tim khẽ hát vì điều tuyệt vời trong ta. Đôi khi ta vô tình vội quên đi lời nói trong tâm hồn. Wow, đẹp quá. Bánh mì tuổi thơ Lý Nam Đế. Wow, quá đẹp luôn. Ok.